Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều hy vọng rằng bản thân sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo vất vả, cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một cuộc sống sung túc, suôn sẻ và thuận lợi. Thế nhưng khi thời cơ đến, thiên thời địa lợi nhân hòa, các bậc thầy phong thủy có chỉ ra rằng thời điểm sau Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch tới đây, có ba con giáp có cơ hội đổi một bước lên mây, may mắn dồn dập, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Có thể nói rằng sự nghiệp của các con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, tiền kiếm được dễ dàng, và đó cũng là dự báo cho một cuộc sống tương lai sung túc, giàu sang, phú quý đủ đầy. Vì vậy, để biết được ba con giáp may mắn này là ba con giáp nào, có những vận may nào sẽ đến với họ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Con giáp may mắn đầu tiên là tuổi Thân. Xem tử vi sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Thân được lưu thái tuế tương sinh, lại có thêm chính ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan nhìn chung khá cát lành. Cục diện tương sinh có giúp công việc thêm thuận lợi. Dù trong năm Tân Sửu, khối lượng công việc ép tiến độ, áp lực, căng thẳng. Chính ấn giúp lộ trình, phát triển, thăng tiến, thêm hành thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Lòng đức và thiên hỷ cát tinh cùng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, vừa mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Tuy nhiên, trong thời gian này, có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, mệnh chủ cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điềm phá tài, làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ. Vì thế rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, bản mệnh hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Vận trình chi tiết của tuổi Thân, phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy, sau Tết Đoan Ngọ do được thái tuế tương sinh, chính ấn hỗ trợ, công việc của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới. Thời điểm này rất thích hợp cho những mệnh chủ đang bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí, chức vụ mới. Công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng bản mệnh gặt hái được thành quả xứng đáng. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điểm tiểu nhân quấy phá. Bất kể ngư sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và càng nhiều chông gai hơn. Đồng thời, bản mệnh hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Về phương diện tài lộc, công việc đang trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định hơn. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, mệnh chủ phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Bên cạnh đó, có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện.
thương trường như chiến trường. Tuổi Thân cần hết sức thận trọng đối với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư, bản mệnh chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Hơn nữa, làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách còn thay đổi liên tục. Nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm, phá tài. Bản mệnh làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời. Vì thế, bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Đồng thời, bản mệnh nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Thân tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Mão. Bước sang thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, đánh dấu sự trở lại bình ổn xuyên suốt vận trình của mệnh chủ tuổi Mão. Khoảng thời gian nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bản mệnh dần tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguyên động lực dồi dào, hãy đạt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Thiên tài còn hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính của tuổi Mão, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều, vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tăng môn, tuổi Mão sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, nhưng tuổi Mão đừng vì thế mà chủ quan, khinh suất hoặc kiêu căng, ngạo mạn, kẻo hối không kịp. Vận trình chi tiết của tuổi Mão về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Mão cho thấy, thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng. Vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. May mắn sau tất cả, thiên quan sẽ mang tới cho tuổi Mão không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Về phương diện tài lộc, trong thời gian này, hầu như nguồn thu nhập chính của tuổi Mão không có biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thời vận nói chung. Cũng do bản thân tuổi Mão chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nguồn thu nhập phụ của mệnh chủ có tăng do có thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, công sức. Đòi hỏi tuổi Mão cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn được mọi việc. Bên cạnh đó, trong thời điểm này còn có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như mai chay, hiếu hỉ cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trôi sụt. Lúc có lúc không, tài chính nhiều bất ổn, rất cần bản mệnh có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang,
trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mão, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dần. Xem bói tử vi sau Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 tới đây, vận trình của tuổi Dần nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản mệnh cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và với người khác. Thời điểm này chính quan hỗ trợ công việc giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý, giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp cũng gặt hái được thành quả nhất định. Tử vi có cho thấy chính tài thúc đẩy tiền bạc mang tới nhiều vận may về tài chính cho mệnh chủ tuổi Dần, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến ngân hàng và bảo hiểm, hợp tác làm ăn, đầu tư. Trong đó, các mối làm ăn có được, có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản, thu về lợi nhuận cao. Điểm nổi bật trong thời gian này của tuổi Dần là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, đào hoa vận vượng, tốt cho những ai vẫn còn độc thân, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, thời điểm sau mùng 5 tháng 5, tuổi Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện được năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng mà bản mệnh đạt được cũng khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, lúc này vẫn chưa phải thời điểm tuổi Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Tử vi có cho thấy sẽ ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy và lâu dài. Bên cạnh đó, dù công việc có cảm giác thuận lợi, nhưng vì cô thần hung tinh khiến các mối nhân duyên sẽ gặp trục trặc. Theo đó, quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Bản mệnh tuổi Dần vốn thích ăn to, nói lớn, ít chịu nhường bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu, cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp. Bản mệnh cần kiểm soát cảm xúc thật tốt cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu suy sẹo, gặp phải, cản trở con đường thăng tiến. Về phương diện tài lộc, so với thời gian trước, tuổi Dần sau Tết Đoan Ngọ có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá, bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Bản mệnh vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính. Không nên chân trong chân ngoài quá nhiều, kẻo việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy. Bên cạnh đó, trong năm đào hoa phượng tạo ra không ít nhân duyên, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp, tuổi Dần nên kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, hồi khí hung tinh mang điểm báo bất lợi, kém may mắn về các hạng mục đầu tư, biến động mạnh, lắm rủi ro như bất động sản hay giao dịch cổ phiếu, chứng khoán. Dù thời gian này đánh cược, đánh giá là khá may mắn, nhưng tuổi Dần cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường sắp tới, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Vậy nên để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc được hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng, để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những nội dung trong chương trình đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đang quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.